Mến chào cả nhà, đây là một cái vườn ươm hoa giấy rồi trồng. Khi mà cây tốt lên rồi mình mới đem ra vườn trồng thì cây nó sẽ phát triển rất là nhanh luôn, chứ không phải là mình mua cây giống về rồi mình trồng. Nên hôm nay mình quay cận từ lúc làm cái bầu giống cho đến lên cái chậu lớn để cho cả nhà cùng xem, tham khảo thử coi xem vì sao mà nhà vườn ở quê mình trồng nó nhanh phát triển dữ, và cái hôm giống thì nó to bao nhiêu nha. Đây, đây là cái vườn hôm giống nè. Những cái cành trồng lên được gọi là hôm giống nè, và rễ nè. Rễ nó rất là nhiều. Làm thành cây giống xong rồi nhà vườn mới để cho rễ nó ra nhiều bệnh. Nó rất là dẻo luôn cả nhà. Đây, cho cả nhà xem những cái cây giống nè, rễ nè, rất là dẻo và nhiều rễ lắm. Cái này là nhà vườn á, trồng là cách lên mặt đất và trải thêm một cái lớp trấu, chủ yếu là trấu tươi nhiều, rồi sơ dừa phân rơm lên, trải thêm một lớp rồi để cây giống hàng loạt như vậy. Rồi rễ nó bệnh ở ngay dưới cái bầu giống đó, nó bệnh như vậy nè thì mình trồng rễ mới đẹp, chứ không phải mình sửa rễ là mình đem từng cây mình đi mình quấn mình sửa. Nhà vườn sẽ sửa hàng loạt, và thời gian chăm sóc hàng loạt cái cây như thế này thì nhà vườn sẽ xịt thêm thuốc dưỡng lá, rồi tưới thêm phân vào gốc. Phân là chỉ xài phân NPK, cái loại mà giúp hoa giấy nhanh phát triển nhất chỉ có là NPK 30 10 10. Nên khi cả nhà mua cây giống về thì mình không phải để trên mặt đất không, mà mình còn trải thêm một cái lớp sơ dừa trấu tươi rồi phân rơm, ở dưới là trải cái màn phủ cỏ, chứ nó không ngăn trực tiếp cho cây, nó không có mọc thẳng dưới đất nha cả nhà. Rồi mới bắt đầu cây phát triển, nhà vườn mới sang qua chậu C6. Đây là chậu C6 nè cả nhà. Đó, phôi nó tự động nó, cả nhà khi mà sang qua chậu này cả nhà thấy cái phôi nó lòi lên, nó đã bắt đầu nó lớn rồi nè. Thì thường thời gian mà ngâm chờ sửa rễ như vậy thì phải 2 đến 3 tháng rồi mới đem ra đất. Rồi đem ra đất thì cây nó sẽ phát triển rất là nhanh luôn. Đó, những cái bầu C6 nè. Đó, rễ rất là dài và dẻo luôn. Nên giờ mà trồng lên nữa, trồng lên 2 đến 3 chậu nữa để cái phôi nó mới dài mới đẹp. Từ cái bầu giống khi mà rễ nó dẻo, nó dai rồi, nhà vườn mới bắt đầu để ra chậu C6. Thời gian là mình tự chăm sóc nguyên một vườn như vậy nè, là thường là mấy trăm cây luôn, cả ngàn cây luôn, để nhà vườn chăm sóc một loạt như vậy, chứ không phải là đem ra đất liền rồi cây nó rất là chậm phát triển. Đây, rễ nè cả nhà, đó, rễ nó bám, để nữa mình khoét cái đáy chậu dưới này để cho rễ nó bung xuống chậu kế tiếp. Khoét làm tư nha. Chậu mình khoét ở dưới đáy chậu mà không cho nó tét, cái vòng tròn tét là nó rớt cái giá thể hoa giấy ra hết. Đó, rễ nè, nó rất là dẻo và dài luôn nè cả nhà. Đó, là nhà vườn sửa rễ nên trồng ra những cái bộ rễ rất là đẹp luôn. Cây thì phát triển rất là nhanh, không phải là mình để trên mặt đất, mà đây, đó, cái tấm màn bọc phủ cỏ nè, đó, để cho cây nó không, rễ nó không đâm xuyên thẳng xuống đất được, mà rễ nó bệnh tại đáy chậu rồi trồng lên những cái chậu khác nữa. Rễ hoa giấy nó mới đẹp, chứ mình trồng hàng loạt thì mình không thể nào đem từng cây đi sửa những bộ rễ này được. Và thời gian mà trồng sang qua chậu C6 thì cái bầu giống nó cũng mọc ra, cây nó cũng lớn dần lên nè cả nhà. Đó, và mình thấy cái phôi nó đều phát triển lồi lên luôn nè. Từ cây giống nhà vườn sẽ chăm sóc cho cái hôm rồi ra chậu là dựa tại một chỗ như vậy,
chứ không có đem ra đất liền. Đem ra đất liền thì cây nó sẽ bị chậm phát triển lắm, nên cả nhà làm theo cái cách này, mình giữ lại vài tháng, vừa chăm sóc vừa giúp cho cái cây nữa. Khi mình trồng á, phôi nó rất là nhanh lớn, mình đem ra vườn là nó lớn 5 6 tháng là cả nhà thấy nó rất là to luôn, những cái bầu giống nó cũng bung ra hết luôn đó. Dựa từng nhà vườn trồng từng đợt như vậy đó, vừa làm cái hơm giống nó cũng không to quá nhưng mà nó vừa phải. Và do là cái cách trồng hoa giấy Mỹ nó rất là đặc biệt, khi mà mình không chăm sóc, mình để nó hoài hay là cây nó cũng nhỏ xíu hoài như vậy, mình để 1 2 năm cái cây mình nó cũng nhỏ xíu như vậy. Nhưng mà nếu mình biết cách trồng, mình trồng theo kỹ thuật rồi sửa rễ cho nó để rễ có những bộ phôi rễ đẹp như vậy nè, thì phải chăm sóc bón phân theo từng giai đoạn cây nó mới phát triển nhanh. Đem ra rất là, nhà vườn mình có quay những cái clip mà mình mới đem ra là nhà vườn cắt trụi lũi hết, chỉ chừa là cái hơm giống thôi để cho bộ rễ phát triển trước, rồi thời gian trồng là nhà vườn không có cắt tỉa nhánh luôn, giúp cho cây nó mau phát triển. Còn cái này là vườn là đã thu hoạch phôi giấy, phôi này là vài tháng, trồng vài tháng nên nhà vườn thu hoạch, rồi nhà vườn cắt ghép hoa giấy ngũ sắc ngay tại giữa vườn hoa giấy luôn. Ở đây là thuộc xã Tân Dương, Lai Vung, Đồng Tháp cả nhà, ngay làng hoa giấy Tân Dương luôn. Mình quay ở giữa vườn cho cả nhà xem cái cách người ta trồng rất là chuyên nghiệp, nên khi mà thu hoạch nó rất là nhanh và được những bộ phôi rất là đẹp. Cây thì nó mau lớn, mau phát triển, chỉ cần mỗi ngày tưới nước 1 lần, rồi lâu lâu mình cũng ngưng 1 2 ngày không tưới nước, bón phân. Thời gian trồng thì không cắt tỉa để giúp cho phôi phát triển nhanh, chứ không phải đang trồng mà đang tỉa cây từ từ để phôi nó lớn là phôi nó không có lớn. Nhà vườn đã thu hoạch trống vườn hết rồi, bây giờ là để chuẩn bị sửa mấy cái này là trồng tiếp tục ra nữa, rất là nhiều luôn. Trồng thì thường nhà vườn thường có mối lái sẵn nên dễ xuất bán lắm cả nhà. Mình mà trồng không quen biết được người mua đồ thì khó xuất bán lắm, tại vì hoa giấy là chỉ để trang trí chứ không phải là ăn uống được, nên mình trồng thì cả nhà phải xem mối lái đồ để mình trồng cho dễ đầu ra. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà đã xem và kính chúc cả nhà luôn vui khỏe, may mắn, an lành.